Lại là François Edené có bóng. Bóng lên chân của Cristiano. Lưới của đội khách đã bị rung lên sau pha dứt điểm rất gọn gàng bằng chân trái sở trường của trung vệ người Brazil Cristiano. Bàn thắng thứ hai cho cầu thủ Hà Nội TVT, đó là pha dứt điểm của Gonzalo. Đó thực sự là một bàn thắng bằng vàng. Người đã thực hiện quả truyền rất đẹp giúp cho Gonzalo hạ gục thủ môn Thế Anh trong tình huống đánh đầu vừa rồi là Lê Hồng Minh. Bản lĩnh kinh nghiệm của Lê Hồng Minh đã giúp cho anh tạo ra được một pha bóng cực tốt, giúp cho Gonzalo phát huy được khả năng dứt điểm tầm cao của mình. Như vậy là sau rất nhiều năm, bóng đá Hà Nội mới trở lại với đỉnh vinh quang của giải vô địch quốc gia. Nếu như không kể đến những chức vô địch thuộc về thể công hay câu lạc bộ quân đội, thì đội bóng có gắn tên Hà Nội gần đây nhất có được chức vô địch là Công Hà Nội vào năm 1984. Không ít các cổ động viên và kể cả những cựu tranh thủ của bóng đá Hà Nội trước đây đã đến với sân đấy vào thời điểm đăng quang của Hà Nội TVT để chúc mừng cho chiến thắng của đội bóng. Rất có thể đây sẽ là sự mở đầu cho một giai đoạn mới, một giai đoạn có sự phát triển mạnh mẽ hơn của bóng đá thủ đô. Rất là hạnh phúc, vừa vinh dự vừa hạnh phúc vừa sung sướng. Nó có ý nghĩa nhiều hơn nữa là năm nay kỷ niệm đại lễ nghìn năm Thăng Long, thì chúng tôi Hà Nội TNT đã dâng lên đại lễ kỷ niệm nghìn năm Thăng Long Hà Nội cúp vô địch, đem đưa cúp vô địch về thủ đô Hà Nội. Mặc dù thua cuộc nhưng Hà Nội TVT vẫn chính thức trở thành nhà vô địch của V-League năm 2010. Cúp đã được trao tại Pleiku, một phần thưởng xứng đáng cho những kết quả mà Hà Nội TVT đã giành được trong mùa giải năm nay. Một mùa bóng rất thành công với bóng đá thủ đô trong năm đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Sau khi chính thức trở thành nhà tân vô địch của V-League và nhận cúp vô địch tại Gia Lai, Hà Nội TVT đã được chào đón như những người hùng ở sân bay Nội Bài khi họ đáp chuyến bay trở về Hà Nội. Các nhà tân vô địch V-League đã được chào đón bởi các cổ động viên đến từ câu lạc bộ Hội cổ động viên Hà Nội TVT cũng như rất nhiều người hâm mộ bóng đá Hà Nội. Theo lễ đón cúp tại sân bay là lễ diễu hành được thực hiện ngay sau đó. Cúp vô địch cùng toàn bộ các thành viên trong câu lạc bộ Hà Nội TVT Hà Nội đã được diễu hành qua các con phố chính của thủ đô, mặc dù họ phải trải qua dưới một điều kiện trời mưa nặng hạt. Toàn bộ các thành viên trong đoàn cũng đã được đón tiếp tại trụ sở của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đánh giá rất cao những gì mà Hà Nội TVT giành được ở mùa bóng năm nay, đặc biệt trong năm mà Hà Nội hướng tới lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Hà Nội TVT đã chính thức trở thành nhà vô địch của V-League và người ta sẽ không thể không nhắc tới Chủ tịch Đỗ Quang Hiển khi mùa bóng trước, ông đã cùng với SHB Đà Nẵng nâng cao chiếc cúp vô địch. Còn trong mùa giải năm nay, ông đã mang danh hiệu đó về cho bóng đá thủ đô.